Rồi bóc ra. Đưa em. Thôi được rồi. Em. Em chơi được rồi, em không nhiệt tình, em đi ra về đi Hồng ơi. Trời ơi. Em sung sướng, em quen rồi, em cầm micro em nhảy. Mày đặt ơi, nhắm mắt bị đây. Hùi lui. Em cãi, em sung sướng, em quen. Bên đây cổ đen hết rồi, bên kia mà cổ mới đen hết. Trường Giang mà. Mập thế, cổ bên này người ta dài hơn. Dài cái gì? Giảm 10kg mọi người. Cổ mới đi ngắn mà. Nó cãi kìa, xúc nó. Mày cãi không? Bôi không? Ok. Với lại người yêu cũ tôi là Song Lưng cũng đang bị cái đó. Và ảnh cũng mệt lắm rồi. Đúng rồi. Thì tôi hy vọng là gì em, đúng không? Ảnh bị anh Lưng là ảnh bị nặng luôn á. Nên là mỗi lần mà ảnh rất là rung và anh sợ á, là ảnh sẽ tặng một con chim. Đi suối. Đúng rồi. Đi suối. Run quá tay đó, ông tôi có thành con chim. Tôi sẽ gọi là tiết lộ luôn. Song Lưng là bệnh viện đa khoa, rối loạn lo âu, đĩa đệm, rồi khớp chân khớp gối, khớp hán khớp gối rồi rối loạn tiền đình, bị đủ bệnh hết trơn á. Mỗi lần gặp là bệnh của thông cảm, bệnh kỹ ta đã không mắc cười còn hay bệnh. Dù là ghê bố anh hay vui nghe nó nói hay mưa bụt. Dù là ghê bố anh hay vui nghe nó nói hay mưa bụt. Có sao đâu, anh em mình còn có nhau. Chờ sao chết được. Mặc kệ ban đêm đến khi có canh hay huy hoàng. Bốn vườn trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Quê hương Đồng Nai trở về một người con rất ngày không bao giờ chết được. Trở về quê hương thăm nhà cha bà con làng xưa. Nói vậy giống như là ngày xưa chẳng ai anh ấy hay. Giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, với Lâm diễn hài mau chạy ra coi. Ra dẻ, đôi khi mình tưởng mình trẻ. Hey. Biển to quá, cái chẳng dám tâm đâu. Biển xanh quá, đỉnh bờ cao trắng phao. Mệt quá, trong biển lên, xây bao. Ngân ơi, dùng đất của mình mà. Ngân, tôi chết rồi Ngân. Ngân. Hay quá. Sao châu kỳ vậy? Dùng đất của Diễm có khác. Trời ơi. Sao thử nghề Diễm vậy? Diễm cứng hừ luôn á. Trời ơi. Diễm không chết. Ai mệt quá. Diễm không vui thôi. Không vui. Vậy mình đứng này chị ba lùi kêu mình lùi. Nè bên đây lùi xíu nè, bên đây lên xíu nè. Đó đúng rồi, mình đứng mình sai cái xíu cho rồi, sai chục rồi. Nè. Đó. Rồi, rút qua trái ba bước đi. Đó vậy. Vậy. Rồi, ok. Đứng theo dõi đi. Theo dõi. Sao bên đây sao này? Trời Hùng ơi. Vâng. Cho Hùng ơi, tôi sẽ lo Hùng ơi. Rồi. Anh đi yên tâm về em đi. Không có em nữa. Trời ơi, nó mỏng dánh à. Nhưng mà nhỏ có võ anh ơi. Thì chơi với mẹ già nha. Dạ. Chơi mẹ già đi. Không được luôn. Không được đâu. Hôm mẹ già vừa miếng nhất thôi hồi. Trời ơi. Vừa miếng nhất rồi Hồng ơi. Bữa nay tôi nhanh nhẹn lắm, tôi nói cái camera cầm chưa chắc ghi hình được tôi mà. Sáng giờ anh không có hình luôn mà. Sáng giờ tôi không có hình luôn mà. Sáng giờ anh tàn hình luôn á. Ấy. Ê cái này nè. Nhớ kỳ nào mình chơi loại sơn gì mà phải rửa bằng dầu hôi mới ra. Cái đó là tập của Phương Ly. Phương Ly. Rồi. Cái đó là màu vẽ á. Cái bột này nó dễ mà đúng không? Đúng đấy này, người ta pha với nước à. Có đâu rồi? Có đây luôn ạ. Đây. Có đây rồi đúng không? Bây giờ các bạn chia cặp đi. Bây giờ bắt cặp là hai cái người bị buộc đi. Hai người bị buộc giờ đúng rồi. Buộc là buộc vô đâu anh? Kiểu chơi ở giữa đây. Nè. Ai mạnh thì chạy về rửa cho đội mình. Nãy giờ em tưởng chơi giữa hồ không á. Đâu có trên bờ. À trên bờ hả anh? Trên bờ. Trời dưới nước mới tung tăng nha. Em nghĩ là mình em bắt cặp với lại anh Tuấn đi. Anh mới té rê xong buộc. Buộc yếu. Xíu nữa văng thằng chè không phải vô mặt em đâu. Cái đó văng cái thang gì đó, thang hoạt tính đó. Biết nè nè dĩnh nha qua. Bắn cái tay nè nó vô. Đúng rồi. Xíu em sẽ được nếm mật ong nghệ Bà Rịa. Nếm mật ong nghệ Bà Rịa. Là cái gì anh, là cái gì anh? Cái trái cây. Rồi. Em có nhu cầu là đấu với anh Kiều Minh Tuấn đúng không? Đúng. À, đúng. Kiều Minh Tuấn đồng ý không? Đồng ý liền luôn. Rồi. Đúng Ngân. Em coi này, tôi la fan em nè. Rồi, cặp tiếp theo. Lâm với lại... Anh đi. Không, em chơi với anh Huy hoài. Em muốn đấu với cách mời Jason. Anh thắng Lâm hoài bị
anh thắng hoài hả? Ừ, nó yếu xìu à. Hồi sáng nó chỉ mặt anh. Nó chỉ sao vậy? Nó chỉ ê quỷ cái, nó nói gì đó. Có không? Đúng. Lộn bên đánh ghen rồi. Ủa chân bị gì? Mới mất 5kg á, không gì hết. Bị gì em bị gì? Là bệnh quá được cái dần tham gia chương trình. Bị xa mất 5kg á. À là bị sụt 5kg hả? Vâng ạ. À. Thì cũng vậy thôi bạn ơi. Mình lao lực vậy thôi. Còn bắp với lại anh Giang á. Anh may rồi. Ai ok hơn nhờ? Là mới em giờ mới em xuống 10kg. Em chơi cứ với bà thua mới thắng bà thua nội thôi. Thấy em yếu quá. Ừ. Em chơi bà thấm không? Bà thấm không? Không? Em là có bà thấm bà thua thôi. Má anh ok. Sao em chọn đi? Mấy miếng nào vừa ăn với em hơn? Thôi em với anh Giang đi ạ. Mấy ký gì này, mấy ký gì? Mấy ký gì? Hấp lai vô online rồi. Anh ơi, 23kg. Rồi. Đây. Em em ta đóng tàu nữa kìa. Đóng đinh người. Rồi ai dễ mặt tôi? Ai dễ mặt em ạ? Để em bật mí cho cả nhà phân đoạn tô tưởng của anh em hai ngày một đêm mới đây nha. Nhìn là thấy lành ít dữ nhiều. Lại đây. Anh vẽ sao cho em đẹp đẹp xíu nha. Mình không cần vẽ mình ụp luôn được không? Em muốn theo cái phong thái nào? Style gấu trúc. Style gấu trúc đúng không? À, cho mình vẽ không thế. Có giới hạn bao nhiêu nét đâu ạ? Không giới hạn đúng không? Cơ bản là cái tỷ lệ vẽ của hai gương mặt này phải ngang nhau. Bên đây phủ nhiều thì bên kia cũng phải phủ nhiều như thế. Là... đúng rồi, vậy full đi. Full em đặt là full topping. Full topping. Full topping đi. Wow, đẹp cánh sinh đi. Sao nó lạnh vậy? Dạ. Ngân ơi, tới ren còn ở nữa. Em đính đến ở đây này, em thấy hiểu sao tao dùng, anh làm giống lột bột quá vậy. Ủa mày xăm mà. Đâu hết luôn đen ơi. Quá là má ăn cái mục rùi hả? Da yeah, đẹp ha, mình đi chừng 2 mùa thôi. Anh làm ba mà anh biết. Cái ngày đầu á thì da tôi cũng kể này. Có không anh? Trời. Vậy cho anh chị. Không có hả? À vậy hả? Ảo giác ha. Trời ơi. Ủa? Trời ơi. Dù cho chữ nhân. Dù hết rồi. Ôi mày nói anh Giang không có nhân. Trời ơi. Con không có nhân được. Thổn con thổn. Ok chưa? Trời ơi. Hết luôn. Full option đi em. Full option nha. Rồi hát vô thường. Chứ mà sao nền nể quá. Ok. Quỳ anh vẽ lâu ghê á. Lâu quá anh bị màu quá. Em bảo cho em up cho nhau không? Bây giờ up đi. Up đi. Anh Quỳ rồi để tự làm. Để đội tôi tự là cánh sinh đi. Lâu rồi. Nhắm mắt. Nhắm mắt. Nhắm mắt lại. Hết luôn hả? Nạ đất xét. Đúng rồi. Hết luôn hả? Thôi bên này xong rồi. Tao không nói mất. Ủa sao giờ này? Em. Sao em tô thiếu này vậy? Quá cái già đúng đẹp luôn trời. Ở trộm vía đây. Không có trộm vía với anh. Ở đây không có trộm vía gì hết. Thích khen da đẹp là khen. Thích khen cái gì là khen. Không cần trộm vía gì đây hết trơn. Không cần trộm vía. Ok. Hôm nay nhìn da của em đẹp lắm. Không cần trộm vía. Lắm mọi lắm. Ở đây sao anh dễ nhân từ mà em dễ mạng anh kìa vậy? Em tưởng là... Ông gì đừng mới tới à? Đang quét sơn không á? Ờ. Đắp mặt nạ cho. Ừ, dài lắm đó nha. Trời ơi. Lắm đó nha. Ta theo lệnh của Diêm Vương. Đây kiếm một người xuống. Ở dưới trăng vắng quá. Đây rồi. Rồi bỏ ra. Đưa em. Thôi được rồi. Em. Em chơi được rồi em không nhiệt tình em đi ra về đi Hồng ơi. Trời ơi. Em sung sướng em quen rồi em cầm micro em nhảy. Mày đặt ơi. Mày bị đây. Hùi lui. Em cãi em sung sướng em quen. Ui. Bắn dữ vậy. Với tỉnh khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Trời ơi. Đó sao đâu vậy? Con yêu nguyệt. Quý ơi. Ủa sao? Thôi rồi, không được rồi. Rồi được rồi. Anh muốn ăn kia. Vô răng luôn. Vô răng luôn hả? Vô răng luôn. Vô răng luôn hả? Ủa người ta chơi sao mình chơi vậy chị? Đỡ rồi. Đỡ rồi. Đỡ rồi. Ủa cái này đánh răng thanh tre. Đánh răng mà. Chơi mạnh đúng không? Chơi mạnh đúng không? Toàn thân. Chắc luôn. Mạnh quá. Mạnh quá. Mạnh quá. Ủa. Lỗ tai luôn anh. Chơi lỗ tai. Chơi lỗ tai. Cái này để nói cho Hùng khỏi sợ là thân tre này là người ta dùng để làm thức ăn được luôn. Thức ăn thực luôn cho nên là không sao. Dạ. Cái đó không bay ha. Tai luôn. Hồi trưa là tướng ăn này đó. Cho nên là đi mày dữ dằn lắm. Rồi. Cái này thấy chính hãng không? Chồng á. Không. Không sao nó lỗ tai bên kia lỗ tai kìa.
Em tập trung lỗ tay. Ủa lỗ tay luôn hả? Lỗ tay luôn hả? Giải tay có vô trong sâu không? Có, có mày nghĩ cho em. Mày nghĩ luôn hả? Mày nghĩ rồi. Trời dữ vậy. Anh đúng ngoài. Quên đây gì. Trời ơi. Trời phải tới nái chứ đúng trời không? Trời ơi. Vui. Chơi mà hồi hộp đừng chơi. Đúng. Ở nhà ngủ cho khỏe. Đúng. Muốn lên top 1 mà cứ hồi hộp. Rồi cái rồi khi mà lên top 3 hồi qua sao bạn nó top 1. Này món không vậy? Trời ơi, con này nó gà tre nha. Gà tre nha. Gà nha. Rồi, cái này cho đầu của chưa? Lâm sao dữ vậy? Nó cũng hết nè, nó cũng full nè. Sao? Nó vô con mắt mà xuống tới lỗ mũi luôn mọi người. Không quá anh. Nó bị sụn. Nó bị sẵn sàng. Rồi quay qua. Đây có cái cọng thun vô. Cho quẹt. Sao vô kiếm nha. Thun anh. Ai còn thun cho xin thun cho cọng thun. Lấy đường. Lấy đường. Thù mắt. Cái đầu tóc vô anh em. Cái thun vô anh em. Xin màu đen đi rồi xong khoét cái lỗ cho nó. Cho không thun tóc đen cho. Rồi, nha. Rồi, cho nó dạ cho nó dễ lên. Tại vì em cũng đứng im chỗ đúng mà. Rồi. Cho em mà nước biển đi. Chị cho em mới khi dán. Mình có hệ thống rửa xe không? Xe bật biết không? Càng rửa nó càng chảy. Răng luôn. Thôi. Đây em lội hơn rồi. Đâu, vô. Rồi, vô. Mạnh đen. Vô. Ủa cái này sao nó không dính như cái kia? Nhìn sang trọng không? Đi không? Đi. Ủa sao che luôn có con mắt lại vậy? Vậy đó, nhìn sang trọng kia không? Nhìn ngộ á. Đi em. Vào đây. Rồi, dạ. Nằm nghe đi. Đẹp luôn. Nằm nghe đi. Chơi, chơi. Rồi, mặt kè nó rớt rồi, đứng đẹp rồi, đứng đẹp rồi. Rồi. Đúng rồi. Quét kính mình anh Quy đi. Hiểu đâu vậy, hiểu. Tốn anh. À thì ra. Mạnh á, cặp này mạnh á. Hết á. Hiểu mạnh lắm. Hiểu mạnh quá. Đó là anh đấu. Đó là anh đấu. Ê cái luộc thừa nó lành chi vậy? Chưa. Trời mấy năm trời rồi. Ờ chuyển qua vô trường em ơi. Vô trường. Trời đàn ông có vô trường hả? Cẩn thận nha, anh có vô trường đó Hiếu. Thấy em đúng không? Cứ ngơi. Cái gì mà dọc. Giống một cái nón á. Đội giữ nó nón chứ. Để tới đội vô dùng cho nha. Ừ. À như vậy là tôi với Quang Hùng. Ừ. Cách à. Rồi cái dạ, anh nhẹ tay với em. Cho anh cái dĩa ơi. Quang Hùng kéo hả? Em kéo rồi đó. Trời ơi là nó chịu nhiều. Thôi vậy khỏi bôi Lâm đi. Không bôi được không? Bôi Lâm chi? Thôi, được, đi. Được. Được, anh tin em đi. Yếu không? Lạnh không anh? Lạnh nha. À yếu rồi. Chặt mặt lại. Nha, chặt vô nha, chứ không lại á. Chặt vô. Ừ. Hùng ra che máy Hùng ơi. Ê da ăn, da ăn, da ăn nha. Trời ơi, lắm. Lỗ đồng to mà. Ê vô vô chân tóc rồi Ngân ơi. Tôi thấy da chỗ nào. Ngân. Tôi thấy da chỗ nào tôi chét chỗ đó chân thôi. Ngân ơi. Ngân ơi tóc đã yếu rồi. Ủa chỗ đó là tóc hả? Yếu đang mới cây tóc của Ngân. Có đâu tóc, tóc đâu có đâu mà nó yếu. Ôi. Ngân ơi đừng có con kẹt quá Ngân. Ước tôi Ngân ơi da bị sành quá Ngân. Thang tre mà. Ok, tiếng nói luôn. Dán tóc rồi nha. Ngân. Ngân. Nè, tôi làm cho cái bát này cho mọi người. Con Ngân rồi. Gì hết. Nhẹ thôi Ngân, đau quá. Đau hả? Đau quá. Ê, da xấu mà hay bị dịch bụng tổn thương. Ăn ghê. Da người ta rồi, da đẹp người ta mới tổn thương nào được. Da xấu mà bị tổn thương. Tổn thương là ờ anh Hùng không có dài hả anh Hùng? Ờ sao mượn đôi giày được không? Sao mượn đôi giày được không? Đôi, em sao bao nhiêu không? Sao bao nhiêu vậy? Chắc em lớn hơn anh á, nhưng mà sợ em anh mang bị đau chân thôi. Không sao, mang được, mang được. Được, được. Vô. Hùng ơi. Dạ. Nhẹ nhàng, anh thiếu tinh bột. Em cũng thiếu, em cũng thiếu nhiều anh ạ. Anh thiếu tinh bột. Em thiếu chất nhiều lắm. Nói chứ không ăn tinh bột người nó yếu đó mọi người ạ. Lo. Sao lo nha. Hiếu với lại dạ vừa bắn lên chảy xuống cái cây liền luôn á. Mạnh ghê á. Lạnh đó, mát lắm rồi. Rồi cho em bôi đi. Ủa gì á? Em phải tóc đi, em phải giữ cái tóc này. Ui không cũng không được à. Chấm chân tóc thì ngơi làm gì có thì ngơi chưa. Rồi. Ủa? Thôi không thấy đường luôn á. Có. Rồi.
hả? Đây, em phụ. Anh bôi đi. Gần, chị em mình. Đắp mặt nạ đi. À, hai đứa cố gắng làm cho tao da tao nó căng bóng nha. Tối nay đi sinh nhật của tôi vui rồi. Tắt đèn, mới tắt đèn đó Ngân. Sinh nhật nha. Nếu quay tôn cổ luôn kìa. Bên đây tôn cổ rồi. Chơi dữ vậy. Tôn ơi, qua tôn cổ bên đây. Tôn cổ đi em ơi. Cổ đó hả? Ghê vậy. Chơi cổ. Trời ơi. Trời ơi trời. Hay bắn ngược đi anh, em muốn bắn trái cổ nó. Trời ơi. Nói em có trái cổ đẹp nhất showbiz. Trời ơi. Ê, nhìn trái cổ nè. Trời ơi, nó vuông vứt ha. Như cổ sữa vậy. Mà anh tới đâu vậy? Trái cổ, hết cổ. Chạy lên, chạy xuống coi. Trời ơi. Trái cổ. Tên trái cổ mà. Trái cổ ai cũng chạy lên, chạy xuống mà. Mẹ đâu có đâu. Có nha. Không. Anh còn không có cái cổ mà. Anh đâu rồi? 10kg rồi mọi người. Hồi sáng à, được chưa? Tức thiệt chứ. Gặp thấy anh bên đây cổ đen hết rồi, bên kia mà cổ mới đen hết. Dương Giang mà đen hết. Mập thế cổ bên này người ta dài hơn. Dài cái gì? Giảm 10kg mọi người. Cổ mới đi ngắn mà. Nó cãi kìa, nó cãi kìa. Xúc nó. Mày cãi không? Bôi, bôi không? Sao vậy quýnh tôi? Ok, ok. Tuyệt vời. Tuyệt vời chứ. Chưa, chưa. Rồi, đó nè. Giữ cái trời. Đầy cổ. Giữ luôn, giữ luôn. Giữ luôn hả? Bắt cái cổ luôn nè. Sao mà. Cổ luôn ok vậy. Lớn vậy. Ok. Rồi. Đẹp lừ. Bây giờ các bạn muốn là để nguyên bộ dạng này ăn luôn hay là thay đồ? Để giày, để giày ăn. Tại tụi em có ăn gì đâu. Đúng. Để giày đúng, đúng. Ủa? Ý kiến hay. Các bạn nói vậy thì các bạn rửa sơ sơ thôi là thôi, giờ vô luôn mắc gì nữa. Chị không muốn kêu tên không rửa sơ mà không rửa sơ còn mấy cái sạch hết rồi. Đúng rồi, sơ sơ là sơ sơ cái gì? Đúng. Đúng, một là đúng, quậy đi anh. Ừ. Quậy Ngân. Ừ. Quậy. Thôi bên kia là sạch hết rồi thì đâu cần phải rửa. Ừ. Đúng không? Thì ăn luôn đi. Ừ. Ăn vòng đi, còn mấy cái người ta dơ người ta không cần tôi. Làm nước chuyện lên bắt xe đi về luôn. Thôi trong rừng. Không quậy đi em không? Để cho không quậy, không quậy. Ừ, em chưa biết quậy. Quậy đi, nói chị lắm. 2 3. Không không, hùng hùng nó không quậy được đâu, nó cũng làm với chị số khác. Em đúng anh, đúng anh, em còn tương lai. Em yếu quá em ơi. Tương lai sáng tạo anh ơi. Thiệt luôn đó. Mới anh ơi. Yên tâm đi em. Em nói cho anh hết tương lai rồi hả? Không nghĩ là. Trời ơi, tối mịt. Trời ơi. Trời ơi. Vậy là mấy cái game kia là em không định mời anh em tụi anh hả? Đâu, chị Thắm mời mà. Ờ nhưng mà ơi. Ngày mai ngày mốt nó lên sóng show kia rồi, nó không quậy được đâu. À vậy hả? Dạ đúng rồi. Hẹn gì show đó không có mình. Trời. Không cảm ơn anh ơi. Sao chị có nói gì lại gì Thắm không? Không. Sao còn ai có ý kiến gì nữa không ạ? Thôi. Thôi, thôi, thôi mình vô ăn cơm rau ha. Vâng, dạ. Rồi, xin mời các bạn. Dạ. Yeah. Em ơi, dù là ngày vui hay sao, mình thấy bằng lòng với kính quả. Bằng lòng, thấy là nhân văn. Nhân văn hả? Nên như vậy. Nên như vậy, mình thấy vui vẻ ghê. Vui vẻ quá trời. Dù là ngày buồn nay, vui vẻ nắng lên. Mưa dọc, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Thời gian gần đây có nhiều bạn trẻ trong xã hội mắc một triệu chứng, đó là rối loạn lo âu. Biểu hiện của triệu chứng này đó là lo lắng quá mức các vấn đề trong xã hội hàng ngày. Ví dụ như sợ nói trước đám đông, sợ ánh đèn sân khấu, sợ gặp gỡ người lạ. Các cast ở đây có ai đã từng bị rối loạn lo âu chưa? Hiện tại tôi đang bị nè. Đúng rồi, tại vì tôi thấy là đường còn xa lắm mà cứ nắm đầu vậy mà sao mà cứ bắt thoại hoài. Là cứ sợ, sợ chương trình thiếu. Đang ngủ mà, tôi thấy là em đang bị đó. Em người nên khám lại bệnh, còn tụi tôi không có lo âu gì cả. Trong đội hình của chúng tôi, sáu anh em dàn cast thì chưa ai bị rối loạn lo âu. Rối loạn lo âu là một trong những căn bệnh mà người thường là người già sẽ bị nhiều hơn. Và họ sẽ lo ở mọi tình huống và mọi cấp độ luôn. Chúng tôi chỉ bị rối loạn doanh nghiệp thôi. Rối loạn doanh nghiệp thôi, đúng vậy, bão này mưa gió nữa. Còn chúng tôi chỉ lo không mất cười thôi. Đúng rồi. Chứ còn mấy cái vụ mà hả, đám đông nào chịu nổi chúng tôi. Đúng rồi, hả, ánh đèn sân khấu thì sao chịu nổi chúng tôi. Em bị ạ. À, em bị gì? Em bị rối loạn thần kinh thực vật, đồng nghĩa với lại rối loạn lo âu. Cái gì thực vật? Cách đây 9 năm trước, em bị tại vì em làm nhạc DJ quá nhiều. Và em ở trong phòng quá nhiều, sau đó là tự dưng bỗng một ngày em đi bệnh viện. Thì bác sĩ nói là em bị, khi mà đo điện tâm đồ thì bác sĩ bảo là em bị rối loạn thần kinh thực vật. Đúng rồi. Đúng rồi, bạn này là rối loạn thần kinh thực vật, kiểu tức là rối loạn thần kinh động vật.
là đôi khi Kiều Anh Tuấn có những cử chỉ gầm gừ như là những lời thú hoang. Lời thú hoang đây rối loạn thần kinh động vật. Đó, cho nên là thực vật và thực vật. Đó. Không, thời xưa em ghét bản thân em lắm, tại vì em cầm mic lên sân khấu là em cái tay em rung như này, em ghét lắm. Kiểu em đi qua cái hầm Thủ Thiêm á. Nhưng mà em lại chân gà không? Dạ. Có khi nào mang chân gà em rung dữ vậy không? Không, em qua cái hầm Thủ Thiêm em lái xe là em vứt xe ở đó, em ngồi em thở luôn. Ừ, gì? Trời ơi, cái đó thì em bị cái đó là em bị cũng tới bây giờ là 6 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thì nó đỡ hơn rồi. Tại vì gặp được anh trong môi trường, gặp được anh em, với lại gặp được nói chuyện với mọi người. Chứ trước đó thì em cảm giác kiểu như là cứ đi ra đường lại bị sợ. Vậy là mấy người mà ở trong phòng riêng của mình đó ha, rít nha. Hả? Em đó là em bị đó. Em đó. Trời ơi, bữa đi. Tay rung rồi. Được, bữa chở vợ đi ăn, đi qua Hàm Thủ Thiêm sẽ bỏ vợ lại luôn. Rồi cũng nặng rồi, cầu cấu vợ về. Trời ơi, Hàm Thủ Thiêm chứ phải là cầu cầu mạnh bà đâu, tự nhiên qua bỏ vợ. Không, nói chứ cái rối loạn lo âu đó là một cái bệnh mà hiện đại á, mà trầm cảm. Trầm kha là cái gì? Trầm kha là cái kiểu trầm cảm nó từ trong trong đó. Nhưng mà cái đó là một cái bệnh rất là nguy hiểm mà các bạn trẻ bây giờ hiện tại đang phải đối mặt. Với lại người yêu cũ tôi là Song Lưng cũng đang bị cái đó. Và ảnh cũng mệt lắm rồi. Đúng rồi. Thì tôi hy vọng là gì em, đúng không? Ảnh bị anh Lưng là ảnh bị nặng luôn á, nên là mỗi lần mà ảnh rất là rung và anh sợ á là ảnh sẽ tặng một con chim, Đi suối. Đúng rồi. Đi suối. Đi run quá. Run quá tay đó, ông tôi thành con chim. Tôi sẽ gọi là tiết lộ luôn. Song Lưng là bệnh viện đa khoa. Rối loạn lo âu. Đĩa đệm. Đĩa đệm. Rồi khớp chân, khớp gối. Khớp chân, khớp háng, khớp gối rồi rối loạn tiền đình. Bị đủ bệnh hết trơn á. Mỗi lần gặp là bệnh của thông cảm hay bệnh kỳ ta. Đã không mắc cười còn hay bệnh. Nhưng mà sau 12 giờ đêm là mắc cười lắm. Mắc cười. Vậy là bệnh mà không có show nào quay khúc đó. Còn Jason thường thường là em lo âu về chuyện gì? Em thì cũng có rối loạn, mà rối loạn part time anh ạ. Khúc nào mà ế show thì em rối loạn. Dạ. Khúc nào không là đầy show thì em cũng bớt rối xíu. Nay là anh bị. Một giờ. Bây giờ hùng là hết bị chưa? Em bây giờ chắc đỡ 80% vậy. Mà sao giờ uống thuốc gì mà hết hay vậy em? Không, cái đó là chữa bằng tâm bệnh đó. Tâm bệnh. Cái đó thời xưa em uống thuốc Bắc, em uống thuốc Tây cũng không đỡ. Sau đó là em nhưng quyết định về với lại cộng đồng thì em dở. Lúc đó là em điên quá là em vào Sài Gòn luôn, em quyết định vào Sài Gòn. À, khúc đó ở Huế hả? Đúng rồi, Huế. Xong rồi quyết định vào Sài Gòn thì lúc mà khi mà đáp máy bay xuống là bắt đầu là người rung nha. Nhưng mà cầm cái vali xong nhìn thẳng mặt chỉ tay lên trời nói chuyện một đời này. Giờ cứ tới đi. Xong rồi em cảm giác là kiểu em đối mặt với đó và kiểu như là mình chai lì, mình kiểu gọi là mình chiến với đó luôn. Anh tới tận bây giờ ở sân bay mà nói vậy đó, ở đây là đối mặt với bác bảo vệ á. còn một cái quy là mày rối loạn thần kinh kế toán. Hổm dậy mùa mưa vắng. Cứ mỗi lần cuối tháng là những bà kiếm em liền. Đầu tháng là kế toán là rối loạn và tham giống em đó. Đúng rồi, bạc tham kế toán kèm kế đô nữa đem băm bay. Hết chuyện. Bây giờ Jenny sẽ bật mí những khoảnh khắc mà dàn cast và khách mời được ăn thả ga mà không phạm luật trong 2 ngày 1 đêm. Yeah. Trời ơi. Tính ra có mười nè, cốc nè. Này mình ăn nguyên mùa luôn á. Bắp nè. Ai gọi em vậy? Xôi nè. Bắp hả? Mình xuống sân đông mấy vỏ quá. Nhiều lắm. Mới 20 phút mà vô đây luôn á. Lê nè, trời, để cây quá trời. Quá đã. Không giấu gì mọi người, anh giấu đi anh ơi. Hả? Anh giấu là do mẹ của em sắp xếp hết đó. Trời ơi. Tại vì kinh phí eo hẹp quá. Cơm đòn thì bữa thiếu bữa no. Dạ. Ngon. Cảm ơn bà con ở Đồng Nai rất là nhiều. Trời mới có tụi mình mới 15 phút rồi đó mà bà con tặng quá trời đồ luôn, bánh bao, xôi các kiểu. Làm một lát nữa thì hay là món đồ ăn là gì? Mình nấu mình ra mình xin bà con ăn gì nó khỏe hơn. Trời ơi, em hay đi làm thì nó áp lực. Anh ơi, không đi làm tao mới không cho. Phải đi làm tao mới thương. Mình đi làm mình bị áp lực, mình bị stress quá. Mà để cuối cùng là gì? Kiếm miếng ăn thôi.
Thì bây giờ thì thôi mình đừng đi làm nữa, mình ra mình xin. Hợp lý lắm á. Xin. Xin à? Được không anh? Không, anh đang tính ngay cái tính hợp lý nè. À, tưởng ý kiến em hợp lý. Thế là cái đồ này chắc mình cũng chia sẻ chị với anh em chứ hả? Đúng rồi. Chia sẻ chứ, để anh xin phép chia sẻ Hùng nó thôi, anh em có làm gì đâu ăn. Chia sẻ anh em nè. Chia sẻ anh em, chia sẻ anh em. Rồi, phục vụ. Đại diện. Đại diện. Đại diện. Ủa, con tính ra là mẹ đứng. Đại diện. Này ngon nha, tôi thông báo là cái mận đang cái mùa này mận ngon á. Ngon, giòn. Mận Lai Châu ngon lắm á. Đây, bà con. Rồi, để cái này đi. Ui, ngon á. Làm gì hả? Thái tử. Ủa sao dạ. Hỏi công chúa trước hỏi thái tử. Anh ơi. Dạ. Vậy dễ thái tử. Anh có lộn không? Anh công nhân chứ công chúa gì. Anh lộn rồi. Vậy thôi hen. Anh là công nhân Đông Tây. Trời ơi, bữa giờ hiểu lầm. Rất là vui khi mà thấy khán giả yêu mến và đem lại những rất là nhiều món quà. Bình thường thì em cũng có ký cái kiểu này, nhưng mà là mọi người sẽ tặng gấu bông hay là tặng mấy cái tấm hình này nọ, nhưng mà hôm nay rất là kiểu cảm giác là rất là lạ khi mà ở Hai Hồng Đêm thì mọi người đem tới đồ ăn cho mình. Nói chung là rất ok. Anh Miên công nhân Đông Tây. Em thì em hiểu được tâm lý những chú khỉ ở trong đúng rồi, đặc xiết thì những chú khỉ nó phải cố gắng hàng ngày để có thể có đồ ăn, là những trái chuối cũng như là những trái bơm, trái táo, thì em cảm thấy thương khỉ hơn. Và sau này gọi là em cũng không bắt khỉ biểu diễn đồ này nọ để mà có được miếng ăn. Khi mà vô thì lập tức cho mấy bé, thì mấy bé không có phải là biểu diễn gọi là phải chà lết quét sải gọi là đáng thương như thế nữa. Vậy thôi, em rất là đồng cảm với khỉ, bởi vì ngày hôm nay em đã trải nghiệm. Công nhân xin nước. Dạ. Dạ thì nhiều người dân có 4 người. Mấy cái buổi này thì em có từng trải nghiệm rồi. Trải nghiệm cho đồ ăn thì em chưa bao giờ. Mà không ngờ là bà con cũng thương mấy anh em mình quá. Này đúng nghĩa là khán giả cho mình cái ăn trong chương trình Hai Một Đêm. Hai Một Đêm có tập là mình cho với con voi ăn, nhớ ăn mía đúng không? Dạ. Có cái anh kêu tiếng người đồng bào của anh đó. Dạ, dạ. Là con voi nó hiểu và khi mà nó làm được thì anh cho nó ăn mía. Dạ. Thì hôm nay cũng tập này mà mình quá thân với những con voi. Dạ. Ừ. Bà con thì cũng nói chụp hình cái mình hiểu. hiểu. Thì anh cũng như các bạn á, là cũng đã trải qua là ký tặng fan, tặng khán giả yêu mến mình. Nhưng mà trò chơi á là phải bắt là hơn thua nhau là phải có quà. Cho nên là anh phải kèm theo lời nói là quà đi, cho anh quà đi. Quà cho đi. Cho tôi quà, cho tôi quà. Hãy cho tôi quà, cho tôi quà. Đó thì nó lạ hơn và nó kiểu cảm giác là mình trân trọng cái món ăn này hơn. Là vui từ đó giờ Lâm á là Lâm ký biên bản thôi. Nhưng mà lần đầu tiên mà Lâm được mọi người xung quanh để mà ký tên, để mà xin chữ ký, đó là hạnh phúc. Nó không như cái cảm giác ký biên bản. Hồi nãy tôi y trong xe tôi anh bàn luận quá, sao Lâm ký nhanh với ta, chứ là ký biên bản nhiều. Y như rằng nó y con này luôn á. Bản quen á. Ký biên bản nó là mỗi chữ ký là vơi đi. Còn đây là mỗi một chữ ký là đầy thêm. Bây giờ là tặng đồ hồi xưa, bây giờ là tụi em được tặng gấu bông, rồi được tặng mấy cái con vật mà gọi là hot trend trên mạng chứ hồi xưa mà tụi anh đi diễn á. Toàn ha, là toàn tặng đồ ăn, bà con, đặc biệt là bà con miền Tây. Đúng rồi, đồ ăn. Bánh ít, trời bánh gì đó là có, nhà có gì cho đó. Nè, bây giờ còn có bạn mang cơm tặng nữa nè. Trời ơi. Cơm canh luôn á. Trời giống như xe bít bùng mà chạy. Nhà bạn nó bán cơm. À. Ý, anh ghi xấu cho bạn. Đồ này em, chương trình chơi của Tuyết đó. Sao mẹ, Tuyết sao, Tuyết sao? Rác, lát tính ra giá đồ này nhiều. Nhiều hơn đồ rác trả tiền. Tranh thủ ăn cho hết, khỏi có cái để tính. Mận ngon nha. Ngon không? Mận ngon lắm. Em ăn ngon lắm. Mận ngon á. Em ăn chưa? Em ăn rồi, em ăn quả rồi. Sao anh ăn trái cây không vậy? Ủa, bánh nào, bánh đồ này. Thôi em không ăn. Sao sinh là mấy em? Em 97 á, em sinh năm 97. Bạn rồi em mới hụt bằng nhau nè. Ủa sao Hùng kêu anh Sôn? Cũng có kèm anh Hoa Lạc. Ủa xin tháng mấy? Tôi tháng 7. Thì đúng rồi, lớn tôi rồi. Em ăn mấy? Em tháng 10. Tháng 10. Nếu mà cộng lại là đúng là sinh nhật em ngày 7 tháng 10 luôn. Ê, là mấy ngày sinh nhật em rồi? Ờ, 3 hôm nữa sinh nhật em. Hả? 3 hôm nữa. Nhưng xin phép hỏi đến cây nữa. Hiếu nói chị đi Hiếu. Dạ. Sao anh tự nhiên nhìn em với ánh mắt đó.
Nói chung là hôm nay là một những cái tập mà nhiều điều mới lạ của Hai Một Đêm, là cho chúng tôi tự đi xe ha, tự kiếm ăn. Đúng nghĩa là tự kiếm ăn từ khán giả yêu thương luôn. Và cảm ơn khán giả tôi bay rất là nhiều. Hành trình chúng tôi còn rất là nhiều những trò chơi nữa. Mong rằng mọi người luôn luôn yêu mấy anh em, cũng như là sẽ ủng hộ cho tụi tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Để tôi mấy anh em sẽ cố gắng để mang tới những thứ mục cười banh nóc và ý nghĩa hơn nữa dành tặng bà con nha. Bye mọi người.